Xin chào bạn, trong nội dung này thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tổng quan về cái ứng dụng mà sau đây chúng ta sẽ làm. Mình sẽ chia nhỏ cái loạt bài làm cái ứng dụng này, nó tầm khoảng 7 cho đến 10 clip để các bạn tiện theo dõi. Và đây chính là cái đề bài. Thực ra thì để làm được cái bài này thì nó cũng gọi là không hề đơn giản, cho nên là các bạn chú ý là chúng ta phải luyện tập nhiều. Đấy, thì sau khi mà chúng ta hoàn chỉnh được một cái ứng dụng này rồi thì còn 4 cái ứng dụng nữa thì các bạn sẽ tự làm, và mình sẽ làm thêm một cái ứng dụng nữa để cho các bạn tham khảo, và mình làm cái khó nhất cũng như là một cái dễ nữa. Ok, về cái yêu cầu của cái đề này thì các bạn vào cái phần Java Exercise Part 3, ở đấy có cái link tải và các bạn sẽ tải về cái nội dung của cái yêu cầu này. Ở đấy bao gồm có 7 yêu cầu đó. 7 yêu cầu này thì chúng ta sẽ thiết lập một cái menu. Ở đây thì mình không có đề cập gì đến cái cách mà các bạn triển khai và xử lý cái vấn đề. Tuy nhiên là mình sẽ hướng các bạn đến một cái mô hình khá là phổ biến mà hầu như là các lập trình viên nào cũng sẽ biết và áp dụng nó với những cái ứng dụng nhỏ chẳng hạn. Thì đó chính là cái mô hình Model View Controller, tức là mô hình MVC. Các bạn có thể Google, và đây ở trên cái trang wiki ấy, đây nó có một cái hình ảnh Model View Controller. Những cái lớp nào tức là cái ở trong này nha, cái mô hình này nó chia các lớp chúng ta thành 3 gói. Một gói là các lớp model đó, một gói là các lớp view, và một gói là các lớp controller. Tất cả những cái lớp ở trong những gói này nó sẽ có những cái chức năng tách biệt nhau. Ví dụ những cái lớp là lớp model ấy thì nó sẽ chỉ dùng để lưu trữ mô tả thông tin. Những cái lớp thuộc lớp view thì thường nó sẽ dùng để hiển thị thông tin ra cho người dùng và nhận tương tác từ người dùng. Những cái lớp thuộc cái controller thì nó sẽ dùng để thực hiện những cái chức năng, ví dụ như là đọc ghi file, thao tác với database, rồi là sắp xếp, tìm kiếm, chuyển đổi định dạng, vân vân. Đấy, rất là nhiều cái liên quan. Thì trong cái thằng controller này nó có thể chia thành hai nhánh. Một nhánh là giao tiếp với database đó. Một nhánh là quản lý view. Đấy, tức là khi mà người dùng thực hiện ví dụ như là kích chuột này, chọn chức năng nào đó, hoặc là tìm kiếm, thì có những cái phương thức của cái lớp controller tương ứng để đáp ứng lại những cái yêu cầu nhận được từ cái lớp view. Ok, để trả kết quả cho cái người dùng là user. Và đây chính là cái mối quan hệ giữa cái, đây là mối quan hệ phổ biến thôi, giữa cái mô hình MVC. Và sau khi mà chúng ta có cái mô hình này rồi thì chúng ta sẽ xây dựng nó. Và đây chính là cái hình ảnh của cái mô hình MVC. Ở trong cái project của chúng ta, đây, mình chia nó 3 gói này. Gói controller, gói model và gói view. Ứng với cái exercise 1 này, books management, thì mình có 3 lớp, đó là Book Reader và Book Reader Management. Thì ở đây mình cũng có 3 lớp này. Đấy, 3 lớp này là 3 lớp Model. Ok, bây giờ mình sẽ nói qua cái lớp Model nó như thế nào. Lớp Model thì chỉ bao gồm các thuộc tính và các phương thức khởi tạo cũng như là phương thức get set. Đây này, chỉ có, đấy, nó chỉ có như thế thôi. Cùng lắm là có thằng ToString nữa, hết. Bây giờ thì chúng ta hiểu đơn giản là nó chỉ cần có những cái thứ như thế thôi. Tất nhiên là nó còn có cái những cái ví dụ như là equal hay là hash map, hay là cái thứ liên quan đến hàm băm gì ấy. Sau này các bạn học cái phần kế thừa về sau nữa, các bạn sẽ cho thêm vài phương thức vào đây nữa. Đấy, thì nó chỉ có các thuộc tính là một này, thứ hai là nó có phương thức khởi tạo và những cái phương thức get set. Ok, đó, các lớp model của mình chỉ có như thế thôi. Và có thể nó có thêm cái này nữa. Cái này thì chúng ta chưa học, tuy nhiên là các bạn có thể bỏ qua. Cái loại lớp thứ hai ở đây đó là lớp controller. Ví dụ như này, cái lớp mà mình đặt là data utility này thì nó dùng để thao tác với file, ví dụ là thực hiện đọc ghi file đó. Ở đây mình có 3 lớp tương ứng. Đấy, thì mình sẽ có một cái cặp đọc ghi file tương ứng của 3 cái lớp đấy nhét vào đây. Cái lớp controller utility này thì mình thực hiện rất là nhiều chức năng ở trong này, ví dụ như là sắp xếp, tìm kiếm, cập nhật, vân vân. Đấy, rất nhiều, được chưa? Còn cái thằng cuối cùng là cái lớp view, thì lớp này có chức năng đó là hiển thị và nhận tương tác từ người dùng. Hiển thị cái gì? Hiển thị cái dữ liệu khi mà chúng ta thực hiện các thao tác ấy. Đấy, cũng như là khi mà nó nhận tương tác người dùng thì nhận từ cái lớp view này.
Ok, đây là cái mô hình nhỏ nhỏ thôi. Tất nhiên là khi mà trong cái project lớn thì nó sẽ có cái sự phân hóa nhỏ ra nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chạy cái chương trình này xem là cái mình mà đã làm được thì nó như thế nào. Sau khi chúng ta thực hiện xong cái ứng dụng thì nó sẽ có cái hình dạng, tức là cái hình ảnh như thế này. Có một cái menu tương ứng với 7 chức năng và mình cho thêm một chức năng chọn số 0 nếu muốn thoát chương trình. Ok. Bây giờ thì mình có thể thực hiện những cái chức năng, ví dụ thêm một cái reader mới vào file, rồi là hiển thị, sau đó lại thêm mục hiển thị book, sau đó thì nhập thông tin quản lý mượn sách, sắp xếp, tìm kiếm. Ví dụ bây giờ mình lừa nhập, mình tiết kiệm thời gian thì các bạn chỉ demo những cái nó dễ thôi. Ví dụ như là hiển thị danh sách sau khi mà chúng ta đã nhập rồi ấy, mình chọn chức năng thứ hai. Đấy, thì trong này nó có bao nhiêu cái thông tin ấy thì nó sẽ hiển thị ở đây. Ok. Và toàn bộ cái thông tin này là cái thông tin ở trong cái project của mình ấy. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái thông tin project của chúng ta. Đây, ở trong này là có những cái reader. Và đây là toàn bộ cái reader nó đã đọc từ trong file này ra. Ok. Đó, thì nó được cái kết quả như thế này. Bây giờ mình chọn chức năng thứ tư để hiển thị danh sách các sách mà mình đã nhập vào đây. Thì ở đây có 5 cái đầu sách và thông tin nó như thế này. Mình sẽ xem là trong này có đúng là có 5 cái đầu sách hay không. Đây, chính xác. Ok. Rồi. Nó tương ứng ở bên này. Đó. Đây. Rồi sau đó thì mình sẽ không nhập thông tin mượn sách thì nó tốn thời gian, bây giờ thì mình sẽ sắp xếp đi. Bây giờ thì mình sẽ sắp xếp theo tên trước. Thì các bạn sẽ thấy là tên bắt đầu sắp xếp, mình sắp xếp theo thứ tự là tăng dần bằng chữ cái. Đấy, từ A cho đến Z. Đây này. Ok, bạn nhìn thấy từ trên xuống dưới này, nó sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Ok. Bây giờ mình sẽ chọn chức năng số 2 ở đây là sắp xếp theo tổng số lượng mượn, tức là tổng số lượng mượn là cái cột phải cùng này này. Mình sẽ chọn chức năng số 2 thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả mình là nó sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng số lượng mượn. Và ở đây tên của người dùng nó đã được sắp xếp lộn xộn. Được chưa? Đấy. Và bây giờ mình sẽ chọn lại chức năng số 1 thì các bạn thấy tên là người dùng này lại sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z. Chọn chức năng số 2 thì lại sắp xếp lộn xộn bởi vì nó lúc này sắp xếp theo tổng số lượng mượn. Đây này, cái cột này. Ok, bây giờ mình chọn số 0. Đây là một cái menu con ở trong chức năng thứ 6 nhá. Bây giờ mình chọn số 0 để thoát khỏi cái chức năng sắp xếp và quay trở lại menu chính. Bây giờ mình sẽ chọn chức năng số 7 chẳng hạn. Ở trong cái danh sách của mình thì mình sẽ tìm xem có người nào trong tên của họ có chữ A hay không. Đấy, mình nhập A vào thì nó sẽ hiển thị những cái người trong tên có chữ A. Bây giờ mình sẽ nhập chức năng số 7 và mình sẽ chọn tìm những người có chữ T ở trong tên. Đây thì nó sẽ ra tất cả những cái người nào có chữ T ở trong tên, và đây chính là tìm kiếm gần đúng. Chúng ta áp dụng cái regular expression mà chúng ta vừa mới học xong. Ok, như vậy thì ở đây là những cái chức năng mình đã thực hiện. Và bây giờ mình giả sử là tìm một cái thằng không tồn tại đi, tìm chữ Y. À đâu, nhập cái này là chọn chức năng số 7 đã. Tìm người có chữ Y ở trong tên chẳng hạn. Đây. Ok, thì cái thằng này là cái này là chữ ok. Đấy, tìm kiếm như thế này xong. Bây giờ xong, khi thực hiện xong thì mình sẽ chọn số 0 thì nó sẽ thoát. Ok, và khi thoát thì sẽ thông báo ra đây đó là ví dụ như là chào tạm biệt gì đấy. Ok, đấy là cái chức năng sơ qua khi mà chúng ta thực hiện xong cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều như thế. Ok, và các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu thực hiện thôi nào.